Thời tiết rét đậm, rét hại trong những ngày này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người cao tuổi. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, số lượng người già đến khám và điều trị tăng cao. Các bác sĩ cho biết, thời tiết rét buốt, nhóm người cao tuổi có nguy cơ cao mắc các nhóm bệnh về hô hấp, tim mạch, thần kinh, xương khớp. Trong đó, nhóm bệnh tim mạch, huyết áp có nguy cơ cao để lại nhiều biến chứng, thậm chí tử vong do đột quỵ nếu không được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng bảo vệ sức khỏe, giữ ấm cơ thể, không đi tập thể dục quá sớm, ăn uống đủ chất để tăng cường sức đề kháng. Thứ nhất là với những cái người bệnh đang có bệnh lý mãn tính về tim mạch, hô hấp cũng như bệnh lý khác thì chúng ta phải sử dụng thuốc đều đặn, thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ và tuyệt đối không được bỏ thuốc. Đối với người cao tuổi là phải giữ cho mình một cái thể chất thật là tốt, bao gồm giữ ấm cơ thể để tránh những bệnh lý đường hô hấp. Và đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng để cơ thể mình có một cái sức đề kháng tốt để chống chọi lại bệnh tật. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định đây là đợt rét đậm, rét hại, khả năng lạnh nhất từ đầu mùa đông năm nay. Dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 1. Do đó, những ngày tới, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là với người già và trẻ nhỏ.